Có ví Nam mẹ giảm giá xuống còn 9.000 này, từ 65.000 xuống còn 9.000 này, rẻ đét luôn, nhưng mà đéo biết là chất lượng có tốt hay không. Ví Nam Pasti sang trọng, dáng đứng có 6 ngăn đựng thẻ bóp da nam siêu bền đẹp. Có ngăn đựng ảnh kỷ niệm. Mãi cả view xem thử nào. Xem thử đánh giá. Chưa có đánh giá. À đây có đánh giá đây. Một sao. Sau khi coi phần đánh giá mình thấy shop rất bịp. Bóp không hề giống với mẫu, mình luôn coi đánh giá của shop. Mình luôn coi đánh giá thấy shop cứ gửi giấy xin lỗi hết hàng, gửi hết mẫu khác. Vậy tại sao bây giờ vẫn chưa đổi trạng thái là hết hàng? Cái mà ăn vặt nem rán Hà Nội 70k một hộp, phô mai que 70k một hộp, xôi gà nấm mini 75k một hộp, chả ram tôm đất 150k một hộp, khoai tây bỉ 70k/kg trên 1 kg, nam cua bể 75k trên 1 khay, chả cốm Hà Nội 130k trên 1 kg, viên hải sản sốt cam 60k trên 1 khay, lườn không phải lươn à, lườn ngỗng sông khói 170k trên 4 miếng, khô gà lá chanh 180k trên 1 kg. Hài vãi luôn. Quảng cáo. Mẹ quảng cáo tiếp ạ. Cô mẹ hài vãi luôn. Anh em có 1k này, mua chục cái video nhận. Còn ông nào kiểu fuckboy ấy, kiểu anh chỉ yêu mình em thôi ấy, mua tầm khoảng chục cái nhẫn về ấy. Anh chỉ yêu mình em thôi ấy. Cho ông nào Weibo ấy, mô hình giấy YouTuber gà gủa ấy, bán 1.000 ạ. Để ví dụ tôi trầm cảm nhá, bạn có sẵn sàng làm bài tập không đúng không? Không này, bạn có biết gì về cơ bản không? Không này, thằng này chắc chắn là loại đúng không? Clicky đúng không? Bạn có biết gì về cơ bản chưa? Trên Go là game FPS. Sao lại thế? Bé vịt này, không này, bạn sẵn sàng bài tập không? Chắc là không này. Bạn biết gì về cơ bản chưa? Chả biết gì cả này. Bạn có make in game không? Không này. Cút. Thì chứ lúc mà bắt đầu bật nhạc Ấn Độ là thì chuyện kiểu nó bắt đầu phi lý rồi ấy. Harry Potter. Harry Potter. Má. Cái vô lý thế. Ê. Super Mario. Lại cái gì, lại cái gì. Anh nói tiếng dân tộc của mình đi đúng không? 1 2 3 4 5 6 7. Đấy là tiếng người Kinh rồi, anh có phải dân tộc Kinh đâu á. Anh dân tộc Kinh mà. Không không dân tộc Kinh đâu, nói là từ Kinh. Lắp bắt vợ á, nghèo lắm, không có tiền mua cam đâu. Nào là tiền mua cam này, đi quay bắt vợ này, nào là tiền mua thuốc này, mua thuốc cẩn thận chúng nó đánh này, không có tiền nó nhập viện nữa. Bây giờ mình không phải người mèo đi bắt vợ giờ đấm vào mồm. I got PTSD, man. I missed all the shot. Ê, shot cuối à? Bảo rồi, con giáp tích nó ạ. Thế thôi, đội hết tam á. Mày kêu con chắc mày phải kêu thẳng chứ. Trời, cái điện tử đấy nhở. Chú thức. Gì á? Mấy cái nào ấy? Bây giờ anh em hỏi là bây giờ tiêu chuẩn thì đặt tâm sấy nhà cho chuẩn đúng không? Đầu tiên là ví dụ đường đạn của AK, đường AK nó sẽ đi như này đúng không? Đoạn đầu nó sẽ đi như này đúng không chưa? Nếu mà địch đang đứng yên ở chỗ này. Thế bây giờ địch chạy theo một đường thẳng là gì làm sao? Thế giờ viên đầu ở đây đúng không? Thế lúc địch đang chạy sang bên tay phải thì tay thì chuột mình phải kéo đâu, mình không thể kéo thẳng xuống đúng không? Bởi vì đường đạn nó sẽ rơi vào đây. Thế nên viên thứ hai sẽ kéo như nào? Sẽ kéo vào đây. Thế nên là soi viên thứ ba nếu mà địch chạy này thì nó sẽ xuống đây như này đúng không? Nó sẽ dần cong cong đi đúng không? Đấy. Thì chỗ này cháu xuống đường thẳng cháu đúng không? Thì cháu này sẽ hơi cong xuống đấy, hiểu không? Còn đi bạn này đúng không? Bạn này là cong đi đúng không? Thế bây giờ đi chạy ngang này thì tất nhiên là đường thẳng xuống mình phải cong xuống như này rồi. Anh em hiểu không? Hiểu không? Trong đầu mình nó không có tư tưởng crush, trong đầu mình chỉ có tư tưởng clutch thôi. Cái lời má anh em được. Bây giờ lỗi tụt con mẹ thì luôn. Vãi.
đoán sau rót được đấy. Làm mày bị điên à? Đột kích đéo đâu. Nếu mà anh em nào mà đã đăng ký thì nói chung là cái danh sách, cái contact, danh sách contact của mình nó vẫn còn là 216 người. Nếu anh em có bị, anh em có bị xóa đi ấy thì anh em liên hệ lại mình cũng được. Ông nào tên là bánh mì kem thịt để ảnh anh Độ đấy. Ông này chưa thấy bao giờ luôn. Có ông nào tên là Dr. Put không? Turning07 để ảnh con mèo cute là quét vừa ra. Chết con mẹ rồi, đọc nhầm West rồi. Virginia chết nhầm. Matic go brr. Có bạn nào ở đây là cái đồng ma không? Có không? Không có đâu. Càng. Ông nào gửi Steam, ông dép vào đây đấy. Vãi cả bill. Dễ lực thay vào lồn tụi. Phần lớn Crud thì... Nếu mà mình theo định nghĩa của mình nhá, Crud là kiểu mình kiểu là người mình kiểu... Em mở bạc này nhá. Người bạn khác giới đúng không? Mà mình kiểu... Thấy thích kiểu mình ngưỡng mộ kiểu ví dụ cấp 3 kiểu ơi bạn này xinh thế này, bạn này học giỏi thế này, hay là kiểu bạn này kiểu nào đấy đúng không? Nhưng mà trong đầu mình nó không có cái tư tưởng kiểu đấy. Kiểu trong đầu mình kiểu học giỏi kiểu mẹ. Mình có khái niệm crush trong đầu có. Em cái lầu cho anh đâu. Có ông chat là bảo tiêu chuẩn bạn gái của anh như nào á? Thông minh. Hết. Pop flopping đúng không? Check lỗi em với in-game flopping này, mark making này, 37 mạng đúng không? Thầy check lỗi giúp em với ạ, tag mình vào. Rồi demo thì không thấy đâu cả. Nếu mà có một điều ước thì anh muốn mấy cô vợ á, anh muốn làm harem. Anh em biết tại sao harem toàn cháp thì nó rất là thơ không? Bởi vì harem toàn giọng nam cao này. Đây này. Cháp đây này. Từ từ nghe điện thoại đã nhá.